là số 1. 2, 3. Em ước gì lúc nào hai vợ chồng mình cũng có thể hạnh phúc như vậy hết. Bây giờ mình chia tay đi. Là con rất thích mẫu người đàn ông lạnh lùng, nam tính. Như vậy á mới thể hiện đúng chất sói ca của mẹ. Con đã gặp lại ân nhân của mình rồi đó. Trước ngày mà con phẫu thuật, cái người mà đã sơ cứu cho con á ba, người ta nói á là mình mang ơn á thì mình phải báo ơn cho người ta. Con muốn lấy thân báo đáp. Nhìn ảnh trông rất lạnh lùng, quyến rũ hết sức luôn. Con chỉ cần nghe tiếng nói của ảnh thôi mà giống như là trái tim con cũng rụng rời theo vậy đó. Khoảnh khắc em dành tình yêu của mình cho anh, không phải vì anh có nhà, cũng không phải vì anh có xe, mà là vì ngày hôm đó có nắng rất đẹp và anh mặc đúng chiếc áo sơ mi màu của em thích. Nếu mà người nam lạnh lùng mà người nữ cũng lạnh lùng luôn thì làm sao mà đến được với nhau? Trời ơi, kiểu chủ động như con người ta chán lắm đó. Anh làm sao có được gì làm. Đừng có gả con cho nhà bên đó. Anh gả con gái cho bển đi, rồi anh sẽ thấy cái cảnh. Mẹ, con chỉ còn một mình anh Nhân thôi à.